Bạch Thầy, con đi chùa tìm chút bình an. Ai dè chùa cũng rộn ràng không ngơi. Lên chùa tìm chút thảnh thơi, dè đâu chùa cũng như đời ngoài kia. Cũng này nọ cũng phân chia, cũng son cũng phấn trào chìa khác gì. Trước chùa mô Phật từ bi, ra đằng sau bếp thị phi dãy đầy. Con không đi nữa thưa Thầy, về nhà đóng cửa từ rài yên tu. Lên chùa con thấy lu bu, dạ xin sám hối nói như lòng mình. Sư Thầy trả lời: này con, Thầy thông cảm được tâm tình. Lên chùa cửa Phật chúng sinh ra vào, chùa cho bá tánh đồng bào, chùa như bệnh viện chữa bao bệnh tình. Chùa không huyên náo linh đình, chuyện đời đa sự đã rinh vào chùa. Chùa không phải chốn hơn thua, bởi lòng còn nặng tranh đua bước vào. Thế nhưng chùa vẫn đón chào, vì mong nhân thế ngày nào đổi thay. Hoa sen mọc giữa bàn tay, hay là nở giữa bùn lầy bẩn nhơ. Hóa thành rác chỉ vài giờ, rác thành hoa phải đợi chờ chuyển lưu. Nghịch duyên tu được là tu, đừng mong vạn sự giống như lòng mình. Tâm bình thì cảnh sẽ bình, tu là chấp nhận tâm tình thế gian. Đi chùa nên biết tự an, đi chùa hãy học đạo vàng Như Lai. Ai làm chi đó mặc ai, mỗi người mỗi tật, quan hoài mần chi. Đi chùa biết tự quy y, trong ta có Phật tuệ tri nhắc mình. Khi lòng chưa thật lặng thinh, thì bao cái khổ chúng sinh vẫn còn. Cho dù có chạy lên non, não phiền chưa dứt đời hoàng khổ đau. Tu lấy hỷ xả làm đầu, chuyện người thôi kệ nhiệm màu phút giây. Xoay ra lòng mãi lây hoay, nhìn vào thanh tịnh ta đây Phật về. Tu trong phiền não có bồ đề, sát na tỉnh thức cận kề Như Lai. Trong nội dung bài thơ này chúng tôi thấy có một cái câu đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ trước. Thế thì chúng tôi phân tích từ đầu, nhưng mà chúng tôi thấy cái câu trong đây nó có một câu là: hoa sen mọc giữa bàn tay, hay là nở giữa bùn lầy bẩn nhơ. Cái câu này nó hay ở cái chỗ là nó có liên hệ đến cái tên ngôi chùa của chúng ta. Là ngôi chùa gì nè quý vị? Bào sen. Bào chúng ta có thể hiểu nó là một cái ao. Đúng rồi, bào á. Đúng rồi, cái bào phía trước á, giống như một cái ao vậy đó. Một cái từ khác của một cái ao. Giống như bào sen, giống như một cái ao sen vậy đó. Mà theo quý vị thì hoa sen nó mọc ở bàn tay mình hay mọc ở đâu? Mọc ở dưới bụng, phải không nè? Nhưng mà hoa sen là nó mọc ở dưới bụng, nó lớn lên trong bụng, rồi nó nở hoa mà nó không dính bụng đó. Cái hay ở cái chỗ đó. Nó hay ở cái chỗ là gì? Nó sanh ra trong bụng, phải không nè? Rồi nó lớn lên trong bụng luôn. Nhưng cái điều mà nó quan trọng là nó thoát ra khỏi bụng nè, nó vươn lên khỏi bụng, nó nở hoa đẹp. Mà điều đặc biệt là sao? Nó không dính miếng bùn nữa. Nó hay vậy đó. Cái gì nó hay cho ông trai chúng ta? Cái chùa chúng ta là... Hôm nay chúng tôi đến đây, cái đề tài này nó cũng mới chợt nghĩ từ ở nhà của cô Phật tử Đức Nga với chú Đức Thế. Là trên đường đi từ nhà của hai Phật tử này đến chùa đó, chúng tôi ngẫm nghĩ tại sao có chùa ta là bào sen. Có thể đây là cái bào giống như cái ao, phải không? Cái gì phía trước mình có cái bào, phải không? Mà sen ở đây là hoa sen. Mà hoa sen là một cái hình tượng trong Phật giáo rất là tốt. Đức Phật là gắn liền cái chữ hoa sen, tức là cư trần mà bất nhiễm.
nhiễm trần. Ở trong trần gian mà không nhiễm trần gian, ở trong bùn mà không dính dính bùn, mình tạm gọi là cư trần mà lạc đạo. Ở ngoài trần đời thường là khổ dữ lắm, nhưng mà người có tu thì giống như hoa sen vậy đó, sinh ra trong bùn, lớn lên trong bùn mà vươn ra khỏi bùn nha, mà đặc biệt là không dính miếng bùn nữa. Còn mình sinh ra ở đời, lớn lên trong đời, thoát ra đời không nổi, dính bùn tèm lem ở trường. Thì cái bài thơ này thật nghĩa đi chùa đó, thì chúng tôi muốn là chúng ta hôm nay đến đây để mình đi chùa như thế nào. Đến chùa mà, đến chùa là mình phải làm sao cho đúng, mới đúng, mới thật nghĩa đi chùa. Mà mình sống thật á, thì sẽ thưa với quý vị là Phật ở trong tâm. Còn sống giả, không đúng, không thật á, Phật đi vắng mắt tiều. Trong tâm mà làm gì có Phật, thấy không nè. Thì đây là một cái tâm tình của một người Phật tử mà chúng tôi nghĩ nó cũng rất là hay, và nó đúng với cái nghĩa của cái ngôi chùa của chúng ta hiện tại, là cái hình ảnh hoa sen. Sanh ra trong bùn, lớn lên trong bùn mà không lắm bùn. Cũng vậy, chúng tôi mong Phật tử chúng ta là sống ở đời này thì phiền não nó đâu cũng có hết. Ở nhà phiền não khổ đau, chạy vào chùa nó cũng có phiền não khổ đau. Thì bây giờ chúng ta phải ráng tu làm sao để chúng ta không có bị nhiễm cái trần đời, nhiễm cái khổ đau, nhiễm cái tham sân si, nhiễm cái bùn nhơ. Tại vì tham sân si là một cái cấu quế giống như bùn nhơ ở đời vậy đó. Thì nội dung này chúng tôi xin được phân tích từng đoạn để chia sẻ với quý vị. Một người Phật tử họ mới nói là bạch thầy đó, tâm trạng của cổ quá nghe. Con đi chùa tìm chút bình an, ai về chùa cũng rộn ràng không ngơi. Lên chùa tìm chút thảnh thơi, về đâu chùa cũng như đời ngoài kia. Cũng này nọ, cũng phân chia, cũng son, cũng phấn, trào chìa khác gì. Trước chùa mô Phật từ bi, ra đằng sau bếp thị phì dậy đầy. Cái này có không quý vị? Có. Cái chuyện thị phi ở thế gian này, chúng tôi dùng cái chữ thế gian là gì? Là đời có mà trong đạo cũng có. Ở ngoài nhà có mà trong chùa cũng có. Thị phi mà. Thị phi là chuyện ở đời. Cuộc đời lắm chuyện thị phi, thánh nhân còn bị huống chi là mình. Rong rêu bám víu mặc tình, thảnh thơi chân bước, an bình cõi tâm. Cho một tràng vỗ tay. Mình tu là tu vậy đó. Cuộc đời lắm chuyện thị phi lắm, sống sao mà vừa lòng người ta đây. Đến độ người ta nói là thánh nhân á cũng bị nữa, huống chi là mình. Cho nên mình không có buồn. Thánh nhân là cái người đắc đạo rồi đó, mà còn bị người ta thị phi nữa. Giống như từ bi, hai chữ từ bi, Phật còn lâm nạn huống chi là mình. Bây giờ thấy Phật còn lâm nạn không? Còn. Trời, người ta cũng chửi mắng, người ta cũng thị phi, cũng giấy đầy á. Mình nhầm nhò gì? Mình là cái hạt cát thôi. Con đường tu của mình là hạt cát so với một cái sa mạc. Đức Phật là cái vị gọi là hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn trong sạch. Ngài có ba cái đức tính là gì? Tịnh đức, trí đức và bi đức. Tịnh là gì biết không? Là cái sự thanh tịnh tam nghiệp á. Thân khẩu ý của Đức Phật là hoàn toàn thanh tịnh. Thanh tịnh ban ngày cũng như ban đêm, giữa mọi người hay là nơi vắng người, chỗ công cộng hay là nơi khuất lấp, Ngài đều thanh tịnh. Chứ không phải như mình ở trước mặt mọi người ra vẻ tu hành dữ lắm, miệng thì nam mô dữ lắm, bụng một bồ dâu găm thí dụ như vậy.
Cho nên á, mình mới hiểu được cái ý này. Phật, thánh nhân cũng còn thị phi, mình không là cái gì hết. Cho nên cái cô này cổ mới cảm thấy trong chùa nó như vậy. Cổ mới viết lên cái đoạn như thế này nè: trước chùa mô Phật từ bi ra, đằng sau biết thị phi dãy đầy. Con không đi nữa thưa thầy. Nó mới giận rồi đó. Về nhà đóng cửa, từ rài yên tu, lên chùa con thấy lu bu. Dạ xin sám hối, nói như lòng mình. Tức là cổ cũng biết, nói ra cái điều thật như thế này nè. Cổ thấy cũng ngại lắm, nhưng mà cổ sám hối, cổ nói. Thì cái vị thầy này mới trả lời rằng là: này con, thầy thông cảm được tâm tình, tức là cái tâm tình của cô này thầy cũng thông cảm. Chùa là cửa Phật, chúng sinh ra vào, sao cấm được? Thấy không nè? Bây giờ có khi nào mình đóng cửa chùa là mình cấm người này mình cho người kia vào được không? Vậy đâu phải là chùa nữa. Cửa chùa từ bi thì mở, mở rộng. Chùa cho bá tánh đồng bào, chùa như bệnh viện chữa bao bệnh tình. Đó, câu này hay. Thật sự chùa là một cái bệnh viện đó. Chữa cái gì quý vị? Chữa tâm bệnh. Mình có, trong con người mình nó có hai phần. Một là gì? Thân. Thân bệnh. Hai là gì? Tâm. Tâm bệnh. Mà thân mình bệnh thì mình vào bệnh viện nào? Bệnh viện Đà Nẵng. Đúng không? Ai mà có thân bệnh, ruột gan phèo phổi đau chỗ nào thì cứ vô bệnh viện Đà Nẵng giùm sư. Nhưng mà tâm bệnh thì phải vào đâu? Bào Sen. Đó, bệnh viện. Cái nghĩa chính thức của cái ngôi chùa là một cái bệnh viện mà trị cái gì? Tâm. Tâm bệnh. Hôm nay quý vị phải nhìn một cái hình ảnh như vậy để cho nó nhẹ nhàng. Thật sự đúng, đúng nghĩa đi chùa là chúng ta vào chùa để trị cái gì nè? Phiền não trong tâm. Những cái khổ đau phiền muộn trong tâm, đó là bệnh đó. Cho nên bữa nào mà thấy cái người nào tánh tình kỳ quái quá, mình nói bệnh rồi. Bệnh rồi mà bệnh nặng rồi, không có chấp nhất. Hiểu không nè? Vô chùa mà còn hơn thua, còn này nọ thị phi, thì mình nói sao? Bệnh rồi. Bệnh này bệnh nặng à, cần phải cấp cứu à. Thì bây giờ báo cho sư thầy trụ trì biết: sư thầy ơi, chúng sanh nó bệnh nặng lắm, bây giờ thầy qua thì giải phẫu cấp cứu giùm đi. Chùa cho bá tánh đồng bào, chùa như bệnh viện chữa bao bệnh tình. Chùa không huyên náo linh đình, chuyện đời đa sự đã rinh vào chùa. Chùa không phải chốn hơn thua, bởi lòng còn nặng tranh đua bước vào. Thật sự là chùa nó không phải là cái chốn hơn thua ở đây. Nhưng mà khổ hơn cái là cái chùa là cái nơi người ta trút bao nhiêu căn bệnh vô đây. Cái gì có nghe người ta nói một câu này không? Đời đau khổ tràn đầy khóe mắt, ngàn đau thương xin trút hết về chùa. Cứ khổ rồi vào chùa. Khổ rồi vào chùa thôi. Cho nên đề nghị là ni sư ở đây phải xây một cái kho rồi lớn à. Cỡ như cái tổng kho mà Long Bình vậy, bự bự chút để mà chứa chứ. Cứ mỗi người một cái bầu tâm sự, mỗi người một cái hoàn cảnh, mỗi người một cái nỗi khổ riêng riêng hết, không có ai giống ai. Trăm người là trăm thứ bệnh, trăm nỗi khổ, mà vào đây là cứ trút hết vô đây. Mà cũng lạ lắm cái gì phải không? Lúc sung sướng không thấy đi chùa vậy chứ. Chừng khổ đau cái ôm chân Phật à, lại muốn chết rồi đó. Cứu con Phật ơi, cứu con. Cho nên là quý vị phải nhìn một cái hình ảnh là chùa là một cái bệnh viện chứ không biết bao nhiêu bệnh nhân. Vì vậy hôm nay mình vào đây, xin lỗi quý vị, mình cũng phải tự thấy mình là một bệnh nhân. Nhẹ hay nặng thôi. Phiền não nhiều hay ít thôi. Khổ đau nhiều hay ít thôi. Ai cũng khổ đau mới ngồi ở đây. Thì mình hiểu rằng là vào cái bệnh viện để chúng ta trị tâm bệnh. Mình có hai cái khổ, một là khổ thân do cái bệnh của thân, đúng không nè? Ai mà cái thân bệnh cũng khổ lắm, nằm trong bệnh viện cũng khổ lắm.
Rồi có cái khổ thứ hai là khổ khổ tâm. Tâm mình cũng có bệnh đó chứ không phải không có. Cho nên mình vào đây mình ngồi là xin lỗi quý vị nhìn qua nhìn lại đây, chúng ta là bệnh nhân hết. Để gì chúng ta có cái thông cảm, chấp nhận, bao dung, hiểu để thương, để không còn chấp nhất. Mà mỗi người như vậy hết trơn thì quý vị thấy là cái bệnh viện này nó an vui dữ lắm. Một trong những cái bệnh viện mà chữa bệnh nhân lành nhiều nhất là cái chùa Bào Sen của chúng ta, là cái hình ảnh là gì? Ở dưới bùn tèm lem hết trơn vậy đó, mà thoát ra khỏi bùn sạch trong vậy đó, như hoa sen vậy đó. Nhìn làm sao đó là gương mặt của chúng ta là như hoa sen vậy đó. Để tặng quý vị bài hát, đã thấy gương mặt như hoa sen là con đường đi tu đây. Quý vị thấy được mà đến chùa cái mặt mà như hoa sen vậy đó. Giống như giờ chùa Bồ Sen thì gương mặt chúng ta phải như hoa sen đang nở. Quý vị thấy cái sen nở chưa? Nó như vậy nè. Sen búp thấy chưa? Nó như vậy nè. Rồi thấy sen rụng chưa? Đó, là mặt mình đó. Nó rụng, nó buồn hiu rồi đó. Để tặng quý vị bài hát Con đường đi tu đây. Có cái tin hành lang là Phật tử chùa Bào Sen thích nghe sư hát lắm phải không? Có người báo vậy đó. Cho nên hôm nay đến đây xin được hát vài bài tặng quý vị. Sư đi giảng pháp ở đâu cũng phải nghe ngóng. Thứ nhất là để đáp ứng được cái tâm tư nguyện vọng của quý vị. Mà có tin hành lang báo trước thì chúng tôi biết sư ơi, Phật tử chùa Bào Sen thích nghe sư hát lắm. Cho nên hôm nay sư xin được phép hát vài bài đó nghe. Nếu mà lỡ nó có nhiều quá quý vị cũng hoan hỷ cho nghe. Tức là cũng vui vẻ như hoa sen rồi đó, gương mặt như hoa sen. Bài hát đầu tiên xin được tặng quý vị là Con đường đi tu đây, được viết theo bài nhạc đời Con đường xưa em đi. Quý vị cứ thử tưởng tượng là mình có hai con đường. Trước đây mình chưa tu là mình đi theo con đường đời. Con đường xưa em đi đó. Bây giờ mình biết tu rồi, mình vào chùa là mình đi theo con đường tu. Thì chúng tôi xin được sửa lại là con đường đi tu đây. Con đường đi tu đây, dù mưa gió bão bùng, nhưng lòng luôn hân hoan, đến chùa tâm an vui, pháp kinh cùng tiếng chuông, mặt nhìn như đó sen. Con đường xưa gian nan, nhiều đau khổ nhọc nhằn, giá tràn xe biển đông, nẻo đào nay ta đi, sáng trong hạnh phúc thai, vào chùa không muốn ra. Tu đi để sống an vui, cùng sống yên lành, trọn đời ta phát nguyện. Nam mô, ta cứ nam mô, gieo rắc chan hòa, cuộc đời vui làm sao. Tu đi để bớt điêu linh, để hết u sầu, mà lòng không náo phiền, tâm ta giải thoát an nhiên, như ánh trăng rằm quyện vào trong trời đất. Xin mọi người tu đi, đường tu sẽ đưa mình đến bờ chân lý vui, đó là tâm an nhiên ở trong mình chẳng xa. Tuyệt trần ôi thiết tha,
tu đi để sống an vui, cùng sống yên lành, trọn đời ta phát nguyện. Nam mô ta cứ nam mô, gieo rắc chan hòa cuộc đời vui, làm sao tu đi để bớt điêu linh, để hết ưu sầu mà lòng không náo phiền, tâm ta giải thoát an nhiên, như ánh trăng rằm quyện vào trong trời đất. Xin mọi người tu đi, đường tu sẽ đưa mình đến bờ chân lý vui, đó là tâm an nhiên ở trong mình chẳng xa, tuyệt trần ôi thiết tha. Cái bài hát này bình thường chúng tôi hát á, nhiều chùa khác á, chúng tôi cũng không có tâm đắc nhiều, mà sau này hát ở chùa Bầu Sen tâm đắc quá. Biết tại sao không? Nó có cái chữ hoa sen, nó có cái chữ hoa sen. Như hai nữa, khán giả ở đây, Phật tử ở đây họ thích nữa, cho nên tạo chúng tôi nhiều cái cảm xúc lắm. Quan trọng nhất là cái mặt nhìn như đóa sen vậy đó. Quý vị biết cái đóa sen nó tượng trưng cho cái gì nè? Tinh khiết, thanh bạch, đẹp đẽ, không lắm một chút gì bùng hết. Hôm nay chúng tôi cũng muốn những cái gương mặt của chúng ta ở đây không có chút gì muộn phiền hết. Vào trong chùa Bầu Sen là bỏ hết mấy cái muộn phiền ở ngoài đi, bỏ ba cái rác rưởi á, những cái mà phiền não khổ đau mà xem giống như rác rồi đó, bỏ ngoài cổng đi. Vào đây để mà mình hưởng được những cái hương hoa, màu sắc đẹp đẽ của một cái hoa, hoa sen. Mình đến chùa Bầu Sen mà không hưởng được cái này thì uổng lắm, uổng lắm. Cố gắng chánh niệm tỉnh giác, giữ làm sao cho dù cái bà đi phía trước bà có đạp chân mình, bà đi phía sau bà có thúc mình đi nữa thì cũng quay qua nam mô ta cứ nam mô. Trong cái bài hát nó có một câu là đụng chuyện gì mình cứ nam mô ta cứ nam mô. Cái chữ nam mô của mình là để mình gieo rắc cái sự chan hòa, gieo rắc cái sự gọi là an lạc, gieo rắc cái niềm vui chứ không có nỗi buồn. Vậy là chúng tôi có nghe một cái sự việc, có cô Phật tử có đi chùa mà có bị người này người kia mắng xối xả, sân si dữ lắm. Nhưng mà rồi cổ cũng nhắm mắt lại, nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng, nam mô không giận không giận ta bà ha, cô niệm vậy cho nó khỏe. Bởi vì niệm câu chú này cho nó yên. Ai mà gây cho mình phiền não sân si á, hay gì mình phùng mang trợn má lại, cự lại xối xả. Cô sân được tôi cũng sân được vậy, cô mắng nhiếc tôi cũng mắng nhiếc được vậy, cô hơn thua tôi cũng hơn thua với cô vậy, cô có miệng tôi cũng có miệng vậy. Không phải, người tu không phải như vậy. Cái người tu chúng ta phải khác hơn người không tu. Ở cái chỗ là gì? Ở cái chỗ là người ta tốt với mình tốt lại, là chuyện bình thường. Người ta không tốt với mình vẫn tốt với người ta, đó mới là người tu. Người ta nói những lời ái ngữ với mình nói ái ngữ lại là chuyện quá bình thường, thấy không nè. Mà người ta nói lời độc ác, sân si, chửi mình, trách móc mình, mắng nhiếc mình, nhưng mà mình vẫn nói lời ái ngữ lại thì đó mới là cái người tu. Nhiều người này họ quan niệm ngược lại một chút, họ nói con thì gặp Phật con tu, gặp quỷ con trừ. Xưa vô chùa mà ai mà tu thì con tu với họ, nhưng mà ai mà giữ còn phải giữ hơn họ mới được. Thì như vậy thì cái chuyện bình thường, không có gì đáng nói. Cái điều đáng nói là gì? Cái điều đáng nói là người ta tốt với mình tốt lại là chuyện bình thường. Mà cái điều đáng nói là người ta không tốt với mình vẫn tốt với người ta, đó mới là người tốt. Người tu dù gặp chuyện xui cũng không nản chí thối lui bởi vì người tu thấy được những gì người thường không thấy bởi vì không tu.
Họ không tu thì họ không thấy, nên họ sân si. Họ không có hiểu thông nhìn thấu, cho nên họ sân si dữ lắm. Thì mình bây giờ mình là người có tu, mình phải hiểu thông nhìn thấu mới thấy được cái mà họ không thấy. Cho nên người mà chúng tôi nghe trong cái phim Tàu nó hay gầy dựng một cái tinh thần là quân tử. Nghĩa là gì? À, có thù không trả không quân tử. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Thù cha thù mẹ bất cộng đái thiên, vân vân là vân vân. Nhưng mà theo chúng tôi á, là có thù mà trả thì bình thường, mà có thù mà không trả đó mới là anh hùng. Thấy không nè? Anh hùng ở đây phim nó tạo ra hay nói là có thù phải trả mới anh hùng, mới là quân tử. Sự thấy trong quốc à? Trong quốc có thù mà trả là chuyện bình thường lắm, không phải anh hùng. Có thù mà không trả đó mới là anh hùng đó nghe. Thì người tu chúng ta phải như vậy. Gặp Phật mà tu thì chuyện bình thường quá rồi, nhưng gặp Phật không tu làm gì? Không để xăng tay áo lên hơn thua với Phật à? Có ai vậy không? Mà hơn thua đâu có được, Phật đâu có hơn thua với mình. Đến chùa mà còn hơn thua, Phật đâu hơn thua với mình. Gặp quỷ mình tu được mới là cái điều đáng khen, đáng nói. Người kia tức giận nói ồn ào: không lẽ ta đây cũng thế sao? Họ đã cọc cằn thêm ta nữa, thành ra ta họ giống như nhau. Có khác gì không? Không. Họ đã không tu rồi, mình có tu phải khác hơn họ một chút. Đằng này mình cũng không tu luôn. Họ đã bùng rồi thì mình phải làm sao biến thành thành sen. Như vậy mới gọi là người đi chùa bầu sen chứ, mới tu chứ. Vô đây ngồi mà bầu sen mà không thấy sen đâu, thấy bùng không rồi. Khi chưa tu thì bùng vẫn là bùng, đồng ý. Nhưng mà tu rồi thì sao nè? Thì biết trong bùng có gì? Có sen. Trời ơi, hay quá đó. Chưa tu thì buồn vẫn là buồn, tu rồi thì biết nỗi buồn từ đâu? Từ tâm mình. Mình ráng tu cái tâm mình thì nó hết nỗi buồn. Cái tâm mình nó ghê lắm quý vị biết không? Tâm như ông chủ trong nhà vậy. Tâm như ông tướng chiến hòa với ông mà. Tâm như ông chủ vẽ hoa vậy đó. Tâm còn làm Phật, tâm còn làm ma đó nghe. Tâm như ông chủ vẽ hoa vậy đó. Tâm còn làm Phật, làm tà do ông. Thân còn cách núi ngăn sông, cái thân mình đó, nó còn cách núi ngăn sông. Tâm vô tâm thông vũ trụ như dòng sông xanh vậy, như dòng mây xanh vậy. Thân còn lên thác xuống gành, tâm vô quái ngại mênh mông vô cùng. Thân như một đó phù dung, sáng ra khoe sắc chiều trong não nùng. Thân tâm một kiếp sống chung, thân về tứ đại tâm không theo cùng. Cho nên cái tâm này nó quan trọng dữ lắm. Mình tu là tu cái gì? Tu cái tâm. Cái thân này á, là do tâm nó điều khiển. Mình tu cái tâm này tự nhiên cái thân mình nó đẹp. Quý vị thấy cái người mà họ tu cái tâm họ hiền hòa thì cái thân họ sáng vậy lắm. Cái tâm họ không có phiền não thì nhìn cái thân họ như hoa sen vậy đó. Còn mình mà cái tâm mình chưa tu thì cứ nhìn cái mặt gì đâu mà nhìn thấy sân si trong đó không, phiền muộn dính bùng tèm lem. Mà mình có cái dở nghe, mình tu thân thì dễ mà tu tâm thì khó. Tại sao chúng tôi nói vậy? Nhiều khi mình cái mặt mình dính lọ nghẹ, người ta nói cái mặt cô dính lọ nghẹ kìa. Đâu đâu đâu. Mình cảm ơn người ta sao mình đi chùi liền. Mình vừa nói ai nhắc mình cái mặt dính lọ nghẹ kìa là mình lật đặt mình đi chùi cái lọ nghẹ liền. Nhưng mà nhiều khi có người nhắc ở tâm cô chưa tu kìa, còn sân si kìa, là mình sân si còn dữ nữa, không lo đi chùi cái tâm mình. Đó lạ vậy. Rồi lại mình giận hơn người ta nữa. Cái người nhắc mình giận hơn người ta nữa. Tại vì mình chưa hiểu thông nhìn thấu. Thì cái tâm nó dơ giống như cái mặt mình nó dơ thôi.
Cái tâm mà tham sân si thì y chang như cái mặt mình dính lọ nghẹ thôi à. Nhưng mà không hiểu tại sao người ta nhắc cái mặt mình dính lọ nghẹ cái mình lật đật mình đi soi gương mình chùi liền mình chùi xong mình hỏi còn hôn nó chùi nữa là cảm ơn cái người nhắc mình. Thì hôm nay chúng tôi muốn cái gì tu cái tâm nó y chang như là mình tu cái mặt mình muốn cho cái tâm mình nó sạch như cái mặt mình thì phải thường xuyên lau chùi. Nghe tiếp. Thầy thông cảm được tâm tình chùa là cửa Phật, chúng sinh ra vào chùa cho bá tánh đồng bào, chùa như bệnh viện chữa bao bệnh tình. Ở hôm nay chúng tôi muốn quý vị nhìn cái ngôi chùa như bệnh viện. Vào chùa là gặp bệnh nhân không? Bệnh rồi mà không chấp nhất với người bệnh nha. Họ sân si thì biết là bệnh rồi, mà bệnh nặng. Bệnh này giống dạng như ung thư thời kỳ cuối rồi. Nó di căn rồi quý vị biết không? Không có chữa được. Chữa hoài mà nó không hết. Sân si tối ngày sáng đêm mà nó nhắc hoài mà cũng vậy. Nó dạng di căn, nó ăn vô tỉ vô máu rồi. Cái này chỉ có nước chờ ngày vô hòm thôi chứ không có cách nào. Bệnh nặng lắm. Đến chết luôn, mang theo luôn cái bệnh nó không bỏ được. Chùa không nguyên náo linh đình, chùa chuyện đời đa sự đã rinh vào chùa, chùa không phải chốn hơn thua, bởi lòng còn nặng tranh đua bước vào. Chúng ta phải hiểu, có nhiều người họ vào chùa nhưng cái lòng họ còn nặng hơn thua lắm. Vì vậy chúng tôi hay khuyên là đến chùa biết bỏ thiệt hơn đi, bớt hơn thua đi, chốn này còn hơn thua nữa. Đến chùa biết bỏ thiệt hơn, đến chùa học hạnh thương không giận hờn. Hai câu này sâu lắm, nếu quý vị mà về ngày nghiền ngẫm nó sâu vậy lắm. Đến chùa là còn hơn thua gì, mà đã vào đây mà còn bon chen là không được. Cái tâm mà cái người mà còn hơn thua vào đây nghe tiếng chuông, nghe tiếng bon rồi nhầm ở nhà bếp chén bát nồi niêu son chảo chen với nhau là thành bon chen. Còn cái người mà có tu vào đây nghe cái tiếng chuông nó không nghe cái bon đâu, mà nghe chữ buông, nghe tiếng mở cái bỏ, buông bỏ, trời nó nhẹ không. Còn mà xuống bếp coi sùm ở dưới bon chen, trời ơi nó nặng nề mà nó mệt dữ lắm. Thấy không nè, nếu mình biết tu vào chùa mình tu như là mình thành sen rồi thì mình nghe tiếng chuông nó nhẹ dữ lắm. Chúng tôi nhắc hoài à, mình vào chùa để mình nghe mõ nghe chuông, để mà mình tập cái tâm buông và bỏ. Cố gắng giùm tôi mỗi lần mà nghe tiếng chuông là nghĩ liền cái chữ buông mà nó dài đó, nó nhẹ. Nghe tiếng mở cái niệm giùm chúng tôi chữ bỏ cho nó nhẹ. Mà còn hơn thua là nghe tiếng chuông là thành tiếng bon à. Rồi dưới nhà bếp ồn ào ở dưới à, chén bát nồi niêu son chảo nó chen cái dập đụng nhau chen á. À, xuống dưới mà tranh giành đi. À, ra đằng sau bếp thị phi dãy đầy ở dưới à, bon chen. Để hiểu cái từ buông bỏ này tặng quý vị bài hát vào chùa nghe mõ nghe chuông. Thích không? Đó. Xin tràn vỗ tay để cổ vũ tinh thần chút coi. Vào chùa có mo có chuông, khen ai khéo thinh, ô mê hay mà hay ghê, ô mê hay mà hay ghê. Làm người cho lòng thanh thoát, làm người cho lòng thanh thoát, ô mê tình 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 tâm, ô mê đi tìm chẳng có nơi mồ, chỉ có ở trong chùa mà thôi, chỉ có ở trong chùa mà thôi. Lòng mà hay buồn hay giận, ô con hãy nghe chuông sẽ hết ưu phiền, con nhớ nghe con duyên nghiệp sẽ tan liền, duyên nghiệp sẽ tan liền. Hai ba, vào chùa có mo có chuông, khen ai khéo thinh, ô mê hay mà hay ghê, ô mê hay mà hay ghê. Làm người cho lòng thanh thoát,
làm người cho lòng thanh thoáng. Ô mê tình 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 tâm, ô mê đi tìm chẳng có nơi mồ, chỉ có ở trong chùa mà thôi, chỉ có ở trong chùa mà thôi. Lòng mà hay buồn hay giận, ô con hãy nghe chuông, nghe chuông sẽ hết ưu phiền, con nhớ nghe con, duyên nghiệp sẽ tan liền, duyên nghiệp sẽ tan liền. Hay không mà vỗ tay lớn quá vậy? Chứ đừng có kiểu mà người ta hát dở mà vỗ tay lớn làm ta mắc cỡ lắm á. Rồi quý vị nghe tiếp nha. Hôm nay là chúng tôi giảng cái bài pháp là thật nghĩa đi chùa. Đến đây là phải thật, là người tu. Chùa là bệnh viện mà. Đến đây mình chữa bệnh chứ, đến đây mình đã bệnh rồi còn hơn thua nhau nữa. Quý vị thấy trong bệnh viện mà bệnh nhân này nằm thở oxy rồi mà còn ngáp 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 rồi cãi lộn với cái bệnh nhân bên kia không? Giận hồi rút oxy ra gây lộn luôn á. Có không? Không có. Vô đóng nằm sủi lơ hết rồi mà. Vô bệnh viện thì nhất là cái khoa cấp cứu á, thở còn không nổi nữa là sao gây lộn. Thấy không nè, mình phải nghĩ là mình bệnh nặng rồi, mình thuộc dạng nan y rồi, là bệnh là thời kỳ cuối rồi đó. À, vô đây không có hơn thua nữa. Đã vô cái chùa là một cái bệnh viện trị bệnh mà sắp chết hết trơn rồi mà còn hơn thua, hơn thua không được. Hãy hiểu như vậy để mình vô đây mình lo mình tu. Mình vô chùa bào sen phải thành sen hết chứ không có thành bùn được. Bùn người muốn làm bùn người ra ngoài cổng chùa. Bởi chùa Thanh Đô bước vào, thế nhưng chùa vẫn đón chào. Chùa nó khổ chỗ đó, đó. Thành phần nào cũng phải đón chào hết. Bệnh nặng, bệnh nhẹ vô đây hết. Chứ đâu có chùa đâu có quyền mà lựa người này người kia vô đúng không? Cửa chùa mở rộng mà, chúng sanh bá tánh ai cũng có thể vào được. Giống như bệnh viện vậy đó, bệnh nào cũng phải đón chào hết. Thế nhưng chùa vẫn đón chào vì mong nhân thế ngày nào đổi thay. Thấy thương chùa không? Không tin xuống hỏi ni sư thì biết. Mong cho chúng sinh nó thay đổi, sửa đổi cái tánh tình của mình, từ ganh tị hơn thua, bon chen, thay đổi bớt đi. Đi tu là thay đổi mà. Sửa là gì? Là thay đổi. Vô đây mà không thay đổi là được. Con người sống giữa trần gian đó, buồn vui sướng khổ gian nan đủ điều. Hỏi đời sống được bao nhiêu? Ngắn lắm. Mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay? Thôi thì ta tự đổi thay đó. Hôm nay chúng tôi muốn cái gì là phải ngộ được cái đó. Mình tự đổi thay. Giữ tâm chánh niệm đừng lay động lòng, từ bi buông bỏ là xong. Thân tâm an lạc mới mong nhẹ nhàng. Vô đây mà không từ bi buông bỏ mà còn sân si chấp nhất nữa, bệnh nó nặng thêm. Bệnh nặng thêm. Và cái chốn này rồi nghe quý vị, bên trong bệnh viện mà vô đó mà không lo chữa trị cho nó hết bệnh, lòng vòng hồi nó nhiễm thêm. Tại vì trong bệnh viện đó là có ổ bệnh mà, virus không trong đó đó. Vậy rồi quý vị thấy COVID á, vô trong bệnh viện thì biết, nó lây cho mà coi. Là cái nơi chữa bệnh mà thành ra cái nơi lây bệnh đó, có nghe không? Mình vào đây mà mình sân si được ghê lắm. Nhiều khi còn sân si ở ngoài nữa đó. Nếu mình đã không lo chữa trị thì cái tâm mình nó còn ngoan cố, nó còn chấp nhất, còn dữ nữa. Trước đây thì mình ở ngoài là mình đã bon chen hơn thua rồi. Vào chùa cái thân được vị trụ trì, cái trời cái ngã lên còn dữ nữa. Bắt đầu cái lạm quyền à, nhất trụ trì nhì nhà bếp đồ, thấy ghê không? Dưới ông trụ trì thôi à, dưới cái vị trụ trì thôi rồi mình muốn là hơn hết vậy đó. Mình là nhì chứ không có ai nhỉ. Mình là nhì sao trụ trì rồi không có ai có thể là hơn mình nữa. Vậy nó bệnh còn nặng hơn nữa. Nhưng mà khổ nổi là vì sao? Vị trụ trì á là cỡ nào thì cũng đón chào hết trong chùa hết. Vì mong nhân thế ngày nào đổi thay, hoa sen mọc giữa bàn tay hay là nở giữa bùn lầy bẩn nhơ. Đó. Hoa thành rác chỉ vài giờ nghe. Quý vị thấy hoa sen nó đẹp vậy đó.
mà nó thoát ra, nó sanh ra trong bùn, lớn trong bùn. Nhưng mà hoa sen là một trong những cái hoa mà nó mau rụng nhất. Mau rụng nhất. Hoa kia sớm nở chiều tàn đó. Sớm nó nở chiều tàn là hoa sen có gì thử chân thì biết. Mới chân buổi sáng, buổi chiều nó rụi rồi. Hoa thành rác chỉ vài giờ, mà rác thành hoa phải đợi chờ chuyển lưu à. Quý vị thấy để mà một cái bào phía trước này, quý vị ra chờ một cái bùn đó mà nó trở cho mình cái bông hoa sen lâu lắm. Nhưng mà ông tin tôi cắt cái hoa sen cho chân cái là vài giờ ngồi sau là nó thành rác rồi. Nó rụng thành rác rồi. Nghịch duyên tu được là tu. Đó, là chúng tôi muốn quý vị là cái người tu mình đó là nghịch duyên tu được mới là tu nha. Chứ còn thượng duyên mình tu thì chuyện nó bình thường. Cái người mà tu trong cái hoàn cảnh nghịch duyên mới là đáng khen. Chứ tối ngày mình có mong mình được thuận duyên không để mà tu hành thì cái chuyện đó là không đúng. Giống như ở thời chiến tranh á, anh hùng mới là cái người đáng khen. Còn thời bình mà mặc áo giáp, đeo gươm, đứng trong thành, hòa bình không có tên giặc nào hết, tự xưng mình anh hùng có đúng anh hùng không? Cái thứ đó đó nghe, mà gặp giặc tới nó chạy suốt á. Cái dòng đó mà cứ tu miệng mà mở miệng ra là anh hùng. Thời bình thấy chung quanh không có giặc gì hết trơn á, phải lắm, đeo gươm mặc giáp đồ vô đi tới đi lui nghe, tự xưng là đại tướng anh hùng đâu không à, mà giặc kéo tới cái chạy đầu tiên á. Giống dạng như là hàng ngày quét rác trong tâm á, tưởng rằng rác sạch âm thầm mừng vui. Rồi bất ngờ một cơn gió đến thôi, ôi thôi rác cũng tơi bời như xưa. Sân si y chang vậy. Nhiều khi nhìn thấy mặc áo lam hiền vậy đó nghe, rồi miệng thì cái A-di-đà-phật, A-di-đà-phật tưởng hiền lắm. Đến chừng mà có ai mà gây cho phiền não mới coi, trời ơi, tam bành lục tặc nó nổi lên. Bồ đề gai chứ không phải là bồ đề giác ngộ đâu nghe. Lúc đó nổi bồ đề gai lên không. Trong nhà Phật nó có cái từ là mình tu để mà mình nổi cái tâm bồ đề lên. Cái tâm bồ đề là tâm gì? Tâm giác ngộ. Cái tâm không có sân si, tâm không có phiền não, gọi là tâm bồ đề. Mình tu làm sao cũng nổi tâm bồ đề vậy, mà bồ đề gì biết không? Bồ đề gai. Biết bồ đề gai không? Cái cây bồ đề nó có hai loại cây nha. Nó có cái cây bồ đề gai đó, cái cây bá đậu vậy đó, gai không à. Mà nó cũng na ná cái bồ đề đó, nhìn dễ lầm lắm. Nó mặc áo lam hiền vậy nè, đụng vô thì biết.